Hello, chào các bạn nha. Nay mình đi bẻ tầm ruột để các bạn ăn nha. Đây, các bạn biết trái này là trái gì không? Biết trái này là trái gì để lại cho mình một lời bình luận nha. Chứ nếu tôi chờ là để lại cho tôi một lời thật kỹ nha.
các bạn, mình mới bẻ có chút xíu mà được nhiêu đó. À, bẻ mới chút xíu rồi, chắc cỡ 2 kg rồi đó. Đây các bạn ơi, mình bẻ mới chắc cỡ nãy giờ chắc cỡ 5 phút kìa, anh coi. Ờ mới có 7 phút rưỡi à. Mà được nhiều nè. Có 2 kg đó. Cây đầm ruột của mình nhỏ các bạn. Nó không có bự như con ta. Nhưng mà trái nó cũng nhiều. Quay trái em ruột còn đem lên mạng đặng mới bữa hôm bẻ hết rồi, bữa nay còn trái nhỏ mà bữa nay bẻ cho thằng Tấn lên bên hôm nay. Ừ.